Thân mến, được sự đồng ý của hai bên gia đình cũng như được sự đồng tình của chính quyền địa phương, cũng như được sự đồng lòng của toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, khách quý thân mến, hôm nay ngày 5/3/2020, tức ngày 12/2 Canh Tý, Khánh Du xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Di Nghĩa sánh duyên cùng cô dâu Thanh Lan chính thức được. Chết thế này, con mẹ bị nòng hạt sương, có nhớ sương mai ba, hót khẽ, hay dù có lại sò phép, tăng nà, tăng tà, sòng phương, sòng pha, búa xa, tàn ai, tăng nà, tăng tà, sòng lồi của miên óng suy nghĩa, các bà thanh lan, hót khẽ, khỏi cửa sò phép, phép, chảo lung, chảo tà,
ào à hợp tác các ngành chính quyền xã viên cùng bản cố cố mà đã sáng hao cho nên xung khỏi có rất là muôn lai có rất là tương mà có lại tăng à tăng tà như pha sáu phường sáu pha phú gia tám ai xung khỏi có mình sang ngày xưa có nhớ xương mấy bà giang hoa xưng quỷ gì nghĩa có bà bởi thành làn có mặc mền quén quan cằn hờn hình đều cho nên có nhớ xương mấy bà lấy khót là có trắng tu sợi ảo lấy khót xào có trắng tu sợi ải sợi em cho nên ải em sòng phường sòng pha phú gia tám ai có trắng bầu lồng húng hà hạt sang lồi phùa miết nóng pin cù xú đồi có nhớ xương bay tô cái sàn hoa xưng quỷ gì nghĩa có lấy ải em sòng phường sòng pha phú gia tám ai có liền nhà ở khẩn có nhớ thôi bà tuổi xếp sàm có nhắc lành tuổi xếp sàm có hủ tát tí tuổi xếp xí có hủ tát hừn có phủ phiền nhinh tuổi xếp sàm có làng mà tuổi xếp hà có làng nương cho nỉ sòng lồi của miên óm di nghĩa các bà thành làn có trắng lầy mặc mền quén quan cằn đẳng ăn bay bà facebook giả lồ tên hát xung ơi cho nỉ phủ phiền trai tuổi xếp pét tì có trắng sáo hà rào phủ phiền nhinh tuổi sao pì có trắng tân đà hương cho nỉ xúc hỏi có rất lầy buồn lại của nhớ sương bay bà giàng hoa sương nỉ giàn to lèn sứa cỏ hê nà lèn pha cỏ hê mặn ái em sau phường sau pha phú xa cỏ trắng thảm đồi phủ miên óm duy nghĩa thành làn chi bền cù xú đồi văn pì tè qua cho nỉ lầy khót ơ không cười duy nghĩa tờ thành làn cho nỉ sau phường sau pha phú xa tà nai cỏ trắng sáo lau mừ lì vân chăn mừ sằn bên chép mừ lẹp chép lì cỏ trắng sau cáo sau mơi tên lại pò mè pì nòng sau cáo sau mơi xúm ải xúm em pò mè pì nòng bản cuống pò mè pì nòng bản tẩy na nửa các bà phùng bàn เอากันมาอิ่มมามวลชมปั่นชมเคยต่อยไตเฮือนไตสาวซุ้มคอยเชิญนี่ซุ้มคอยก็บ่มีสั่งเหินเสื้อก็ซอไหลซ่อนตั้งหลายพ่อแม่พี่น้องบ้านขวงเฮาพ่อแม่พี่น้องบ้านต่างหน้าเนือฝั่งไทยก็ไถนําเนื้อเสือลีเอากันมาอิ่มมามวลชมปั่นชมเคยต่อยไตเฮือนไตสาวซุ้มคอยก็บ่มีสั่งเหินเสื้อซอชุบเฮาตั้งหลายพ่อแม่พี่น้องเฮาฝั่งไทยก็เฮาหันเสียงใส่เสดกินฟัดใต้เมื่อหน้าก็ยืนซึ้งว่าผู้เลยก็ลางกุมะม่วงก็เฮามันเป็นลายผู้เลยลางผู้ก็มะชายก็เฮามันมาพวงห้องฝันผู้เลยลางผู้ก็มามันแกงกาแฟก็เฮามันเป็นป่วยลายเจ้านี่ผู้เลยค่ะไปค่าก่อไหลเงินหานผู้เลยขายขวัญก่อเงินไหลเงินแก้วเจ้านี่ผู้เลยเตี้ยวตั้งก็มีลายอันหูนะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มาชูเต้ริ่งแล้วมาโกเจ้าไทยลางจะคุ้มเยาคุยเช็คน้ำเต้นเดี่ยวจะไปเชียร์เยอะมาที่มาโกเจ้าชูเต้อะdạ vâng chúng ta để quý vị quan khách khách quý thân mến và quả thật đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê quân tình trong một cách nghĩa dài trăm năm và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến chén hát chén rượu trăm thành thứ nhất của chú rể duy nghĩa và cô dâu thanh lan vâng ạ rất thành công rồi không ạ và xin mời cô dâu chú rể hãy cùng nhau chung tay rót lên bàn tháp ly tình tiêu của chúng tôi xin mời cô dâu chú rể ạ chúng ta để duyên hôn thân mến và chúng ta đang được chứng kiến chiếc chai rượu đầu tiên của chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan. Vâng, đôi bạn trẻ của chúng ta cùng nhau đang chung tay rót trên bàn tháp ly tình yêu. Và chúng ta để quý vị và khách khách quý thân mến, chúng ta đang được chứng kiến những làn khói trắng lan tỏa trên bàn tháp ly. Đó chính là những tình cảm, tình yêu của đôi bạn trẻ trong trắng đến gần nào. Và chúng ta để quý vị và khách khách quý thân mến, chúng ta cùng nhau được chứng kiến những dòng rượu đang chảy trên bàn tháp ly. Đó chính là những tình cảm, tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau chảy mãi bền vững theo thời gian, phải không ạ? Và sau đây xin mời chú rể Duy Nghĩa hãy cầm chai rượu thứ hai lên trên tay. Vâng, và ngay lúc này đây chúng ta sẽ được chứng kiến sức khỏe của chú rể có đủ để chăm sóc cho cô dâu Thanh Lan chúng ta đến tận đầu bạc tháp long không ạ? Những tràng vỗ tay cổ vũ ta để quý vị thôi ạ. Một tràng vỗ tay được to không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Rất là mạnh phải không ạ? Và xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng nhau vui chiếc đắp chai rượu chân thành thứ hai ra. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Chết thứ này con mẹ phi nong vợ nhớ xương bay bà cùng hải điên xưa làm phu phà cùng em điên xưa nằm te sờ về nhớ hầu cọ bất kể mấy thầy cùng ai khó em xình tên na xưa ơi chân ni đôi phố miết óm duy nghĩa các bà thành làn cỏ mặc mèn quén quan cằn cỏ hờn với đều chân ni đôi phố miết nước nóng có nhắc lầy bên cù xú đồi cầu bất lưng xưa lầy cùng ai khó em xình chân ni hãy dù sò trên mây à cười duy nghĩa các bà thành làn hao ở cằn khám mưu hao cằn khái chén lầu bay phong bay rừng hờ sừng hải xưa bên
60 à và cười. Rồi chúng ta để quý vị toàn khách khách quý thân mến. Và quả thật đúng là ngày hôm nay, ngày vui nhất cuộc đời của chú rể Xin Nghĩa cô dâu Thanh Lan cũng không thể quên được những người đã công ơn xích thành ra cô dâu chú rể tại công an. Để rồi ngay sau đây, mời chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan sẽ cùng nâng những ly rượu của hạnh phúc, những ly rượu của tình yêu đến các bậc xích thành của mình. Vâng ạ, và toàn thể quý vị quan khách của chúng ta có mặt trong buổi diễn hôn ngày hôm nay ạ, hãy cùng nhau rót đầy đi rượu trên bàn tiệc của mình để cùng nhau uống một ly rượu của hạnh phúc, một ly rượu của chú rể ạ. Kính thưa để quý vị quan khách khách quý thân mến, và quả thật đúng là chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, và đôi ta thì chữ tình. Kính thưa để diễn hôn thân mến, và sau đây Thánh Du sẽ trân trọng kính mời chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan chúng hãy cùng nhau tiến lên phía trước sân khấu một bước ạ. Xin mời ạ. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng quay mặt vào nhau ạ. Xin mời tay cầm ly rượu của cô dâu chú rể hãy lồng vào nhau, và chú rể Duy Nghĩa mạnh dạn lên tí ạ, hãy tiến sát về phía cô dâu ạ, Thanh Lan của mình ạ, được chưa? Và toàn thể quý vị quan khách ạ, chúng ta hãy cùng nhau nâng chén rượu mình được không ạ? Bò mẹ pin nòng ơi, Khánh Du sáu mươi, bò mẹ pin nòng áo ao lầu khái chén bay bom chén đừng tòi phải tòi cười, các bạn sau phường sau pha phú gia tả nai hao ê. Và Khánh Du xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách của chúng ta ạ, chúng ta ngồi có cảm giác là có mỏi không ạ? Vậy thì chúng ta cùng nhau đứng lên để cùng uống một ly rượu với cô dâu chú rể và các bạn anh chị hai bên gia đình được không ạ? Vâng ạ, Khánh Du xin trân trọng kính mời toàn thể diễn hôn chúng ta cùng nhau đứng lên để cùng nhau uống một ly rượu của hạnh phúc, một ly rượu của tình yêu với toàn thể quý vị của chúng ta. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Bò mẹ bị nồng ơi, lẩu khái chén bay bom xí chén nhấp bổng nơ. Và Khánh Du chuẩn bị hô ạ, 3, 2, 1, hào hắn đó. Xin chân trọng cảm ơn những ly rượu hoài phúc, những ly rượu của tình yêu và thể duyên hôn của chúng ta đã cùng uống chung vui với chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan, cũng như chung vui với các bạn đại diện hai bên gia đình. Và sau đây Khánh Du xin trân trọng kính mời chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan sẽ cùng tiến lên để bắt tay với các bạn đại diện hai bên gia đình, và xin mời các bạn cùng nhau tiến lên để bắt tay với nhau để siết chặt mối tình thông gia của hai bên gia đình. Và thay mặt chúng tôi làm chương trình xin được kính chúc mối tình thông gia của hai bên gia đình sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt gắn bó hơn. Và sau đây Khánh Du xin trân trọng kính mời các bạn đại diện hai bên gia đình sẽ cùng nhau trở về từ mặt tiệc để chung vui với toàn thể quý vị quan khách ạ. Và cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng nhau nán lại sân khấu đây một chút đi được không ạ? Ôi xin cảm ơn ạ. Hay trên sân khấu này đây có chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan, thì kính thưa để diễn hôn thân mến, vậy thì chúng ta đến chung vui với cô dâu chú rể ngày hôm nay rồi, thì chúng ta có muốn được chứng kiến chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan dành tặng cho nhau món quà tình yêu không ạ? Nếu có hãy cho một tràng vỗ tay thật to không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Đồ ăn ngọt ngào này và những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị đâu rồi? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và sau đây Khánh Du sẽ dành trọn sân khấu cho chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan của chúng ta sẽ có một nụ hôn thật là ngọt ngào, một nụ hôn sâu lắng vừa dài lại vừa lâu và thể hiện được tình yêu của đôi bạn trẻ, phải không ạ? Và sau đây Khánh Du sẽ trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng tiến lên phía trước hai bước, xin mời ạ. Và sau đây xin mời chú rể ạ, Duy Nghĩa ạ, hãy quay mặt về hướng cô dâu, xin mời ạ. Vâng ạ, rất nhanh nhẹn của cô ạ. Và sau đây xin mời cô dâu Thanh Lan hãy quay mặt về hướng chú rể Duy Nghĩa của cô dâu, xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể Duy Nghĩa, hôm nay là sân khấu của chú rể ạ. Và hôm nay thì định mời chú rể động tay động chân trước, nhưng mà thôi cứ nhường cho cô dâu cho chú rể nhé. Và sau đây xin mời cô dâu Thanh Lan hãy đặt tay lên chỗ nào của chú rể Duy Nghĩa mà mấy ngày hôm trước cô dâu có đặt tay lỡ chạm phải chỗ cứng chỗ mềm, xin mời cô dâu ạ. Vâng ạ, có đúng chưa cô dâu ạ? Cho cái gật đầu đi xem ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ. Và sau đây xin mời chú rể Duy Nghĩa hãy đặt tay lên chỗ nào của cô dâu Thanh Lan của chú rể ạ. Chỗ đó chỗ nào nhỉ? Vâng ạ, chưa dứt lời của Khánh Du thì chú rể loay hoay đôi tay của mình, có khi là tập dượt từ hôm trước cách đây 2 năm rồi phải không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn chú rể Duy Nghĩa.
Vâng, kính thưa để quý vị quan cách cách quý thân mến, và quả đúng là những điểm chạm của đôi tay của cô dâu và chú rể trên thân thể của nhau thì còn rất là nhiều điểm của cô Nga. Nhưng về tối nay thì nhớ cô dâu chú rể hãy cùng nhau ôn lại những ký ức của ngày hôm trước nhé. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nụ hôn ngọt ngào của chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan. Nụ hôn sẽ minh chứng rằng tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ chảy mãi theo thời gian trước sự chứng kiến của để quý vị quan cách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay của cô Nga. Và sau đây xin mời chú rể Duy Nghĩa kéo chặt tay cô dâu thêm kéo thêm cô dâu thêm một ít nữa đi ạ, đứng sát vào ạ. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Và khi hôn nhá chú rể nhá, chú rể thì hình như hơi thấp hơn cô dâu một chút phải không ạ? Khi hôn thì đợt này thì chú rể hãy chờ bờ môi của cô dâu đặt tới, vì tránh tình trạng chú rể thấp hơn cô dâu thì lại hôn nốt vào cằm của cô dâu thì lại hôn lại trượt phải không ạ? Vậy mong rằng chú rể hãy đứng im để bờ môi cô dâu đặt tới phải không ạ? Và khi hôn đôi bạn trẻ hãy nhớ dùng đôi môi của mình nhá. Và khi hôn nhớ để ý cái mũi của mình nhé, cô dâu chú rể nhá, tránh tình trạng mũi thì chạm trước môi thì cũng phải hôn. Và khi hôn đôi bạn trẻ hãy phải nhìn vào nhau ạ, tránh tình trạng mắt cứ liếc sang nhà hàng xóm như cái đợt trước hôm nọ ấy, nụ hôn nó lại trượt sang bên má trái đấy phải không ạ? Và cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? Vâng ạ, các nhiếp ảnh gia của chúng ta đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, máy ảnh đã lâu chưa? Vâng ạ, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ạ. Bảo cô dâu sẵn sàng nha, chúng ta thì chuẩn bị để quay đây phải không ạ? Và sau đây xin mời cô dâu của chú rể ạ, hãy mắt nhìn mắt đi ạ. Cô dâu thì đang nhìn hướng về phía chiếc xanh bên trái của chú rể của chú rồi. Vâng ạ, và có thể là để quý vị về đây chờ đâu nữa. 3, 2, 1. Chúng ta vừa được chứng kiến nụ hôn của cô dâu Thanh Lan dành tặng cho chú rể Duy Nghĩa. Vừa rồi chú rể có động đậy không ạ chú rể ạ? Có chưa anh? Vâng là có ạ. Vâng, cảm ơn chú rể rất nhiều ạ. Vậy thì vừa rồi môi có chạm môi không? Có. Vâng, cảm ơn chú rể Duy Nghĩa. Vậy là nụ hôn của đôi bạn trẻ cũng đã tìm được điểm dừng của chiếc đích đôi môi của mình rồi phải không ạ? Rất hay quý vị, quan khách, khách quý thân mến. Nụ hôn vừa rồi cũng đã minh chứng rằng những lời của chú rể đã tâm sự với cô dâu Thanh Lan của chúng ta ngày xưa. Chú rể có nói rằng ước gì anh lấy được nàng để anh đem gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và để rồi cô dâu Thanh Lan cũng thỏ thẻ bên tai chú rể nói rằng anh ơi, trăng tròn đẹp nhất đêm rằm, tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn. Và để rồi ngày hôm nay đôi vợ trẻ của chúng ta từ những đụng và từ những lời nói đó cho đến ngày hôm nay để cùng nhau đặt tên trên đôi môi trước sự chứng kiến toàn thể quý vị quan khách, đó chính là những tình cảm chất chiêu của đôi bạn trẻ thẳng bấy lâu nay mong ước phải không ạ? Vậy kính thưa để quý vị quan khách, khách quý thân mến và những người làm chương trình chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chú rể Duy Nghĩa và cô dâu Thanh Lan cũng đã bắt chút thời gian của mình để cùng nhau trở về ở với sân khấu của ban tổ chức chúng tôi để ra mắt với toàn thể quý vị. Và Khánh Du xin được kính chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thê. Chúc cô dâu và chú rể 9 tháng 10 ngày nữa sẽ có một cháu nhỏ để bồng bào bế ra, dù cho là gái hay là trai cũng để mẹ cha hai bên gia đình vui mừng uống ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau cầm ly rượu của mình, cùng nhau trở về từng bàn tiệc để uống những ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu, để cùng nhau nhận những lời mừng, lời chúc hạnh phúc. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể xin trân trọng cảm ơn. We'll be right back.